What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một em bàn phím cơn nữa. Và em phím này lại đến từ hãng Roger Club RK đấy, mà các bạn hay gọi thân thường đó là bán kit trẻ hình. Thì đây là một em RK mới, có cái mã là RK60 Blood, à 61 Blood. Để mình xem thử coi cái mã này thì nó có gì đặc biệt nha. Ok, let's go. Như các bạn thấy thì cái vỏ hộp của nó cũng khá là đơn giản thôi, không có gì nhiều ngoài cái chữ Roger Cruz Kiba. Đây cũng không có mã của cái bàn phím luôn đây, và nó chỉ có in cái hình siêu đơn giản như thế này thôi. Đó, chúng ta xem thử coi trong hộp nó có cái gì nha. Ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ có chiếc bàn phím nằm ở ngay giữa. Đó, cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Với cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thì các bạn nên giữ lại nhé, vì con này nó có rất là nhiều chức năng. Và nó như này chẳng hạn, đấy, có rất là nhiều chức năng luôn. Và có rất là nhiều các cái phím phụ, ví dụ FN cộng với lại các loại phím khác nhau, thì chúng ta nên giữ lại để mà sử dụng, chứ không thì cũng rất là khó mà mò được. Đây là bàn phím của chúng ta. Đó, phiên bản mình đang đập hộp đây là phiên bản màu xanh navy. À, nhìn ở bên ngoài nó sẽ đậm hơn một chút nha các bạn. Ở trong hộp thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một túi 4 switch để thay thế. Một cái keybuller, kim luôn là switch buller luôn nhé. Nhổ cái cáp kim, nhổ switch đấy. Bằng thép luôn, cũng khá là ngon. Chúng ta sẽ có thêm một cái sợi dây cáp nữa. Và cái sợi dây cáp này cũng khá là hay nhé. Nó khác với lại những cái thằng bàn phím khác. À, như các bạn thấy thì nó cũng là dây bọc nhựa thôi. Tuy nhiên thì ở cái đầu USB Type-A này chúng ta có thể gỡ ra. Và đó là một cái đầu Type-C ở trong, là chúng ta có thể sử dụng cho Mac hoặc là những cái máy tính bảng mà nó chỉ sử dụng cổng Type-C ấy. Hoặc là những cái laptop mà chỉ có cổng Type-C thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Đó, để chuyển cắm trực tiếp bàn phím vào luôn. Khá là tiện lợi. Một điểm cộng mà nhỏ dành cho em RK. Ok, quay trở lại em bàn phím RK61 Plus. Thì như các bạn thấy đây, cái mã của nó sẽ là RK61 Plus như này này. Khá là giống cái anh hãng A nào đấy. Đó. Và khi nhìn ra màn sau thì chúng ta thấy là em này nó sẽ không có cái lẫy nâng hạ độ cao của bàn phím. Mặc dù phím đã làm được rất là dốc rồi, tuy nhiên thì không có lẫy thì cũng là một cái điểm trừ, khá là đáng tiếc. Tuy nhiên bù lại thì chúng ta sẽ có thêm một cái khay để mà chứa cái USB receiver. Với cái chuẩn 61 mà có trang bị thêm một cái khay như thế này thì thực sự là một điểm cộng luôn ấy. Ở phía bên tay phải của bàn phím nó sẽ có cái cần gạt để chuyển từ chế độ từ Bluetooth sang 2.4G hoặc là tắt hoặc bật chế độ không dây. Ở phía bên tay trái thì chúng ta sẽ có tới hai cổng Type-C và một cổng Type-A. Cắm cái này là mình để cắm sạc hoặc là cắm trực tiếp bàn phím vào trong máy tính, đấy, PC hoặc là laptop đấy. Còn một cổng này thì chúng ta có thể nối ra sử dụng thêm chuột hoặc là một số các thiết bị khác. Tuy nhiên thì để sử dụng cổng này, nếu mà sử dụng các thiết bị ngoại vi ấy, thì chúng ta phải kết nối dùng dây nhé. Rồi quay trở lại với em này, mặt trước thì chúng ta thấy đây là một em sử dụng layout 60, một cái layout khá là phổ biến, và cái layout này thuộc cái thể loại nhỏ gọn để giúp chúng ta có thể mang đi. Với cái layout này thì các bạn lưu ý là nó sẽ không có các cái phím mũi tên cũng như là các cái nút function, thì để chuyển đổi thì chúng ta phải thao tác. Đó, ở đây nó cũng sẽ có cái biểu tượng các cái mũi tên này. Tuy nhiên thì để chuyển đổi thì chúng ta phải thao tác ấn FN. Đó, với một cái nút nào đấy thì nó ở trong hướng dẫn nhé, mình cũng không nhớ rõ lắm. Đó, thì nó sẽ có những cái phím phụ được in ở phía bên cạnh của chiếc keycap như thế này. Thì để full hết cái chức năng thì như cái mình đã nói ngay từ đầu thì chúng ta nên đọc hướng dẫn sử dụng để mà sử dụng full hết chức năng của cái bàn phím này. Về chuẩn kết nối thì em này sẽ có hỗ trợ tới 3 chuẩn kết nối, đó là chuẩn Type-C, Bluetooth 5.0 và có thêm chuẩn 2.4G nữa. Thì với cái 3 chuẩn kết nối thì các bạn yên tâm là các bạn có thể cơ động được trong mọi tình huống. Em này thì sử dụng cây bằng nhựa thôi, tuy nhiên thì nó sẽ được phân tách ra làm hai lớp. Ở phía bên trên thì sẽ được đánh thụt lùi vào trong một xíu, và cái cây này là cái cây màu xanh navy đậm ở phía bên trong và cây màu đen ở ngoài. Nhìn nó khá là
hay ho mà. Và mình thấy thực sự cái kiểu này thì nó nhìn nó hay ho hơn nhiều so với cái kiểu truyền thống kia. Nhìn nó hầm hố và cứng chắc hơn khá là nhiều. Về cái build của nó thì khi mình cầm lên trong tay thì rất là nạc. Và với một em 60% thì đây là một trong những cái em 60 mà mình thấy nó build chắc chắn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử cái keycap của em này nó như thế nào nhé. Đây. Keycap của em này thì là keycap chất liệu PPT và sẽ được làm double shot như thế này. Cái thành của nó thì nó sẽ không được dày lắm và cũng không được ngon như những cái keycap PPT double shot khác. Tuy nhiên thì với cái tầm giá thành này mà chúng ta đã có được trang bị một cái bộ keycap như thế này thì quá là ngon rồi. Các cái ký tự mà in ở trên cái keycap này thì mình thấy cũng khá là ok. Không có bị lem luốc, cũng không có bị thừa. Đó, khá là sắc nét. Đặc biệt là những cái phím mà có chữ dài như thế này thì nó cũng in khá là chuẩn. Đấy, không có bị lem, bị thừa thiếu như những cái bộ keycap rẻ tiền khác. Mặc dù thì nó cũng không có được dày lắm. Nhưng như thế là quá là ok rồi. Chúng ta không cần phải build thêm một cái bộ keycap khác làm gì. Với cái layout chuẩn 60% này thì các bạn yên tâm là mình có thể thay bất kỳ bộ keycap nào cũng được. Miễn sao các bạn thích hoặc là các bạn có tiền các bạn chơi thôi. Em này thì đang sử dụng hai dòng switch đó là Brown Switch và Cyan. Với Brown thì nó là dạng tactile của RK luôn. Và Cyan thì nó sẽ là dạng red. Với Cyan thì nó sẽ được lúc sẵn cho nên là nó sẽ bấm nó sẽ khá là mượt. Về cái bảng mặt của em này thì mặc dù là mặt ngược thôi nhưng nó vẫn sẽ có hỗ trợ hot swap 5 chân và nó sẽ có lót foam đáy cũng như là lót foam PCB cho các bạn luôn. Không cần phải làm gì hết. Đó. Các bạn về chỉ có việc cắm vô và xài thôi. Đó, nó đã móc cho các bạn luôn cả cái foam đầy đủ rồi. Và cái led của nó sẽ là led chìm có RGB. Chính vì vậy mà các bạn yên tâm là có thể thay thế được bất kỳ cái switch nào trên thị trường nhé. Tiếp theo về cái strap của em này. Strap em này thì cũng sử dụng một cái strap của thằng RK luôn thì phải. Nó màu trắng nhìn khá là lạ. Và cũng có cái dầu lúp sẵn luôn. Đây, lúp cũng rất là đặc. Strap mình nghe nói thì nó cũng đã được cân chỉnh sẵn rồi. Thì khi gõ thì nó sẽ không có bị lọc sọc cũng như là bị nghe cái tiếng tích của strap. Đấy thì tí nữa mình sẽ cho các bạn nghe sau test sau. Như vậy là các bạn đã thấy là nó sẽ được trang bị đầy đủ các cái tính năng giống như một chiếc bàn phím cơ custom vậy. Với cái tầm giá này thì như vậy là quá là ok rồi. Về thời lượng pin của em này thì thấy nhà sản xuất thông báo là pin của nó chỉ khoảng hơn 2000 thôi. Và cái led của nó sẽ là hỗ trợ led RGB 16,8 triệu màu. Led của em này thì cũng thuộc dạng là khá sáng thôi chứ không phải là sáng chóa như những cái bàn phím khác. Có một phần là do cái switch cũng như là cái keycap của nó cũng che hết led rồi. Chúng ta nhìn thấy cũng không ăn thua gì. Với những chiếc bàn phím mà có cái độ cơ động cao thì cái việc led thì nó cũng không quan trọng lắm. Tại vì nếu bật led thì các bạn biết rồi đấy, nó sẽ rất là hao pin. Ngoài ra thì em này còn có một cái phiên bản nữa, đó là phiên bản màu trắng. Đây, với cái phiên bản màu trắng này thì các bạn thấy là nó sẽ được phối giữa màu trắng, màu xanh navy và thêm một cái màu nữa là màu hơi vàng vàng và vàng nâu á. Còn cái này sẽ là màu xanh navy, màu xanh đen với lại màu xanh xanh nhạt đó. Nói chung cái này cũng tùy sở thích thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ qua các cái chế độ đèn led của em này nhé. Tất nhiên là em này sẽ có hỗ trợ phần mềm cho nên là các bạn có thể custom được các cái phím macro cũng như là chỉnh được các cái chế độ đèn led. Và nó sẽ có rất là nhiều cái mà để chúng ta có thể vặt vặt được. Ok, thì như các bạn đã thấy thì em này có led cũng khá là ngon. Tuy nhiên thì với những cái con như thế này thì led nó cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất thì cái cảm giác gõ cũng như là cái chất lượng build của nó thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử qua cái sound test giữa bản Brown và bản Cyan nhé.
Rồi như vậy là chúng ta đã vừa đi nghe qua cái bản sao test của hai em này. Và thực sự thì mình thấy là cái chất lượng build của nó quá là ngon trong cái tầm giá rồi. Đó. Thì những cái nút start dài, ví dụ như nút back, hay nút enter, hay nút shift, đó, shift dài, shift ngắn gì, hay kể cả space thì nó làm khá là chỉnh chu. Các bạn chỉ cần mang về và gõ luôn thôi, không cần phải làm gì thêm. Đây là một trong những cái con mà nó pre-build cho mình, tức là một cái con mà nó mock sẵn, nó làm sẵn cho mình luôn, rất là ngon rồi. Tương tự như thằng H81 vậy, thì em này làm cũng rất là ok. Đó. Và với cái chất lượng build cũng như là cái keycap cũng như các chức năng đầy đủ ba mock như thế này, đặc biệt là có thêm các cái cổng chia những cái tiểu tiết như là cái khe để mà giữ cái cổng receiver này, USB receiver này thì cũng rất là ngon. Nói chung về ngoại hình này, chất lượng build này, về cái giá thành thì không có gì phải chê cả. À, có một số cái điểm trừ nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là chúng ta sẽ không có cái lẫy nâng hạ độ cao của bàn phím đó, hoặc là led của nó thì không được sáng lắm, thì những cái đó mình nghĩ nó cũng không phải là gì to tát. Thì với tầm giá khoảng hơn 1 triệu thì đây là một trong những cái con 60% mình nghĩ là đáng mua nhất trong cái tầm giá này. Anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Nếu như có ý kiến gì thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nha. Còn nếu như các bạn muốn tham khảo giá thì mình có để link trong phần mô tả đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Bột Gear nha. Bye bye.